Có thể Tô Lâm sẽ chỉ ngự ở ghế chủ tịch nước tính bằng tháng. Vì sao vậy? Sự bất ổn của hệ thống chính trị Việt Nam đã khiến các quốc gia phương Tây rất lo ngại, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng sâu rộng tới nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, do không thể kéo dài tình trạng hai ghế chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội bị bỏ trống, nên hội nghị trung ương lần thứ 9 đã khai mạc vào sáng ngày 16 tháng 5 để giải quyết vấn đề này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại kỳ họp lần này, Tô Lâm là tâm điểm sự chú ý của công luận khi có luồng dư luận cho rằng khả năng cao ông Tô Lâm phải rời khỏi chiếc ghế đầy quyền lực là Bộ trưởng Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới, trở thành tân chủ tịch nước, một chiếc ghế có tiếng là thuộc tứ trụ nhưng thực chất không có mấy quyền lực. Nghĩa là về mặt hình thức, chức vụ của Tô Lâm đi lên nhưng về quyền bính thì lại đi xuống, nhất là trong trường hợp ông không còn kiểm soát được Bộ Công an, nơi ông đã ngồi hai nhiệm kỳ trên ghế bộ trưởng với hệ thống chân rết chằng chịt và toàn là tay chân thân tín của ông. Việc Tô Lâm phải nhận chức chủ tịch nước là điều bắt buộc vì ông đã giữ chức bộ trưởng Bộ Công an được hai nhiệm kỳ. Ông không thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa vì quá tuổi về hưu theo quy định. Nếu Tô Lâm không lọt vào một trong các ghế tứ trụ thì nghiễm nhiên ông phải về hưu vào năm 2026. Chỉ trước đây không lâu, công luận vẫn tin rằng với quyền lực vô song thì có thể đánh gục hai nhân vật tứ trụ, những người có khả năng kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm không còn lực cản nào để tiến tới giành chiếc ghế đỉnh cao quyền lực nhất. Đà tấn công thần tốc như vũ bão đã khiến cho cả hệ thống lãnh đạo cấp cao thuộc tất cả các phe cánh khác nhau trong đảng lo sợ và chỉ biết im lặng chờ đến lượt bị Bộ Công an gọi tên, đến mức ngay cả Thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng phải chủ động xin nghỉ để tránh tay bay vạ gió như Thưởng và ông Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm. Thế nhưng Tô Lâm chỉ thực sự có quyền lực và an toàn khi ngồi ghế Chủ tịch nước với điều kiện bắt buộc phải là người kiểm soát được Bộ Công an. Điều này đồng nghĩa tân Bộ trưởng Bộ Công an phải là một trong các đệ tử ruột Hưng Yên của ông Tô Lâm như Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc. Nhưng chớ trêu thay, cả hai tướng Quang và Ngọc đều chưa đủ một nhiệm kỳ làm ủy viên Trung ương Đảng nên không đủ điều kiện để lọt vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, theo thông tin dò dỉ, Thứ trưởng Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc có thể sẽ được cơ cấu vào ghế Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đồng thời, tướng Ngọc còn được bầu bổ sung vào Ban Bí thư, một cơ quan giúp việc đắc lực cho Bộ Chính trị và Tổng Trọng. Điều đó chứng tỏ tướng Nguyễn Duy Ngọc được phe của Đảng có trọng tin dùng hơn tướng Quang. Điều này liệu có liên quan gì đến các đồn đoán cách đây không lâu khi giới thạo tin cho rằng dù là đồng hương Hưng Yên nhưng Nguyễn Duy Ngọc vẫn có tâm địa phản chắc đối với Tô Lâm. Tướng Ngọc với tư cách là thứ trưởng kiêm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ngấm ngầm bắt tay với Phan Đình Trạc, trưởng ban nội tính Trung ương, một cánh tay đắc lực của Tổng Trọng. Từ lâu đã có những đồn đoán cho rằng ông Trọng có ý định để Phan Đình Trạc thay thế Tô Lâm tiếp thu chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Rõ ràng những đồn đoán đó đến nay có thể trở thành sự thật. Trưởng ban nội chính Trung ương ông Phan Đình Trạc, ứng viên hàng đầu cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Việc ông Tô Lâm nhanh chóng và bất ngờ hạ bệ Vương Đình Huệ là mầm mống tai họa cho Tô Lâm. Bởi việc hạ bệ diễn ra chỉ 10 ngày sau khi ông Huệ kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, một chuyến đi đặc biệt quan trọng. Giới thảo tin cho rằng chuyến thăm của ông Huệ là dịp để Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Trọng muốn ngấm ngầm giới thiệu với Trung Nam Hải một nhân vật sẽ trở thành Tổng Bí thư trong tương lai. Ấy vậy mà chỉ một tuần sau khi ông Huệ Vương về đến nước Việt Nam, tình hình đã đảo lộn đến mức khó tin. Do đó một số người thì cho rằng với tình thế tứ bề thọ địch, khả năng cao Tô Lâm sẽ không còn đường sống. Họ Tập và Tổng Trọng dứt khoát sẽ phải ra tay xử lý, tính sổ với Tô Lâm là việc không thể đảo ngược. Mới đây cũng theo thông tin dò dỉ, đa số trong tập thể Bộ Chính trị đã ép Tô Lâm phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước, đồng thời chặt đứt sự kiểm soát của Tô Lâm với Bộ Công an. Đây là kế hoạch nhốt Tô Lâm vào trong chiếc lồng quyền lực của Tổng Trọng với mục đích vô hiệu hóa và tiến tới triệt tiêu mầm mống phản loạn mang tên Tô Lâm. Một kế hoạch không thể có phương án khác hoàn chỉnh hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp với bản tin có thể Tô Lâm sẽ chỉ ngự ở ghế Chủ tịch nước tính bằng tháng. Và vì sao như vậy? Có khả năng tương lai của Tô Đại sẽ kết cục giống Đinh Thế Huynh hay không? Theo kế hoạch, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ họp từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 với việc bầu chọn bổ sung vào các danh sách chủ chốt của Đảng và Nhà nước như Chủ tịch nước,
Chủ tịch Quốc hội và điều chỉnh nhân sự bộ máy lãnh đạo để sau đó Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 7 khai mạc vào ngày 20 tháng 5 sẽ thông qua và chuẩn thuận. Theo phân tích của một số người, tại thời điểm hiện nay, ba nhân vật trong Bộ Chính trị hội tụ đủ tiêu chuẩn theo Hiến pháp Việt Nam để ngồi ghế Chủ tịch nước. Đó là Tổng Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bộ trưởng Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Ông Tô Lâm hiện giữ chức Bộ trưởng đủ 2 nhiệm kỳ và không thể tiếp tục ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa. Nếu muốn có mặt trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng lần thứ 14, thì bắt buộc ông phải giành một suất tứ trụ. Còn không, ông sẽ phải về hưu vào năm 2026. Cũng theo ý kiến của một số người, tham vọng của Tô Lâm là ghế Tổng Bí Thư. Kể cả nếu buộc phải có suất tứ trụ để ở lại Đại hội 14, thì Tô Lâm sẽ chọn ghế Chủ tịch Quốc hội, chứ không chọn ghế Chủ tịch nước, vừa không có nhiều thực quyền, vừa bị ma ám. Nhưng các đối thủ chính trị của Tô Lâm dường như đã bắt thóp được điểm yếu này. Theo nguồn tin từ nội bộ trong đảng do gì đưa ra, hôm qua họp Bộ Chính trị, họp rất căng thẳng, các phe đã hợp lực để ép Bộ trưởng Tô Lâm phải nhận chức Chủ tịch nước. Sở dĩ các phe hợp lực ép Tô Lâm lên chức Chủ tịch nước vì không muốn Tô Lâm ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an nữa. Do đánh bắt quá nhiều người của các phe phái, nên trước mắt cứ hợp sức để đẩy được Tô Lâm đi cái đã. Nguồn tin nội bộ còn tiết lộ thêm như sau. Tô Lâm khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước mà không kiểm soát được Bộ Công an, rồi thì sau đó số phận cũng rất mong manh và bị đốn ngã bất cứ khi nào giống như Võ Văn Thưởng. Ông Đinh Thế Huỳnh, Thường trực Ban Bí thư Đại hội Đảng 12, nhòm ngó ghế Tổng Bí thư cuối cùng đã bị thất sủng. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận định của giáo sư Thayen thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc đánh giá rằng có lẽ nhiều người ở Trung ương Đảng không thích Tô Lâm vì ông ấy có quyền lực quá lớn. Vẫn theo ông Thayen chia sẻ, theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên phải phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Vì vậy, nếu Ban chấp hành Trung ương quyết định chọn Tô Lâm cho chức vụ Chủ tịch nước, thì bắt buộc ông Tô Lâm phải phục tùng. Đây là tình thế mang tính triệt buộc và buộc Tô Lâm đã phải chính thức nhốt uy quyền trong cái lồng quyền lực. Giáo sư Thayen cũng đánh giá, tham vọng trở thành Tổng Bí thư của Tô Lâm không thuận lợi, vì có vẻ ông không giành được sự ủng hộ cao từ các đồng chí của mình trong đảng. Bằng chứng là trong cuộc bỏ phiếu đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hay phê chuẩn, vào cuối năm ngoái ông Tô Lâm có số phiếu tín nhiệm cao thì thấp, trong khi tín nhiệm thấp thì lại cao nhất trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến lạc quan tin rằng, trên cương vị Chủ tịch nước từ đây tới cuối Đại hội Đảng lần thứ 26, năm 2026, có thể giúp cho ông Tô Lâm chuẩn bị tốt hơn cho việc giành chức Tổng Bí thư tại đại hội này. Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng với thời gian chỉ còn có 18 tháng thì các đối thủ chính trị, đặc biệt là phe Nghệ Tĩnh sẽ không bỏ qua cho ông. Bởi thủ lĩnh của họ, ông Vương Đình Huệ vừa bị Tô Lâm đánh gục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm 2022 tại Bắc Kinh. Nghiêm trọng hơn, việc hạ bệ Huệ Vương nhanh chóng và bất ngờ ngay sau chuyến thăm Trung Quốc trở về có thể khiến cho Bắc Kinh rất tức giận. Trước chuyến thăm của ông Huệ, giới phân tích đánh giá rằng đây là dịp mà Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Tổng Trọng nói riêng muốn ngầm giới thiệu với ban lãnh đạo Trung Nam Hải nhân vật sẽ là Tổng Bí thư tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ấy vậy mà chỉ một tuần sau khi về nước, tình hình đã đảo lộn đến mức khó tin. Do đó, giới quan sát cho rằng Tô Lâm sẽ không còn đường sống. Hơn nữa, tất cả các nhân vật trong nội bộ Đảng chỉ cần có ý đồ manh nha dòm ngó chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Trọng thì đều có một kết cục đen tối, như Đinh Thế Huỳnh là cựu thường trực Ban Bí thư khóa 12 bị thất sủng và đang sống trong tình cảnh bi đát tới mức thà chết còn sướng hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin có khả năng tương lai của Tô Lâm sẽ có kết cục giống như Đinh Thế Huỳnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.